What's up? Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em đi khám phá một con bàn phím cơ mà với cái tầm giá khoảng tầm 600 ngàn thì mình nghĩ đây là một trong những con bàn phím cơ không dây luôn nhé, rất đáng để mua. Ok, để xem thử nó có những cái thông số như thế nào. Let's go. Đầu tiên về cái hộp của nó thì nó đóng gói cũng rất là đẹp. Đó, có in hình logo của thằng Yijulang. Tức là mình cũng chả biết đọc nghĩa là gì nữa. Nhưng mà đây nó sẽ mã là K96 nhé. K96 và nó sẽ có layout 100. Đó, rất là ngon. Ok, phiên bản hôm nay mình mở hộp sẽ là phiên bản màu xanh nhạt với lại màu hồng, màu trắng kết hợp, à màu tím nhạt chứ. Nhìn cũng rất là đẹp đúng không? Layout này nó cũng khá là phổ biến rồi. Layout 98 nhìn rất là đẹp như thế này. Mình cũng rất ưa cái màu kiểu nhẹ nhàng như thế này nhé, cái màu kiểu màu pastel á. Ở đây chúng ta sẽ có tặng kèm với một cái nhổ switch và nhổ keycap. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn trang bị thêm một cái cuốn hướng dẫn sử dụng rất dài, nhiều thứ tiếng luôn. Các bạn nên để lại cuốn này để mà mình sử dụng cái bàn phím này tốt nhất nha. Ngoài ra thì đây nó sẽ không có tặng kèm thêm bất kỳ thứ gì. Nếu như mà các bạn thắc mắc vì sao nó không có dây dây sạc cũng như là hoặc là có dây kết nối bàn phím thì đây là con bàn phím không dây nhưng mà lại không sử dụng pin sạc mà cũng không sử dụng cắm cáp mà nó chỉ có hai chuẩn kết nối mà thôi. Đó là dùng receiver hoặc là chúng ta dùng Bluetooth thôi nhé. Ok, quay trở lại với em bàn phím thì như các bạn nhìn phiên bản trên tay của mình thì đây là một phiên bản màu rất là đẹp, màu kiểu hơi nhạt nhạt, kiểu màu macaroon á. Đó, với cái màu này thì chúng ta sẽ nhìn thấy bàn phím nó khá là nhẹ nhàng. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái công tắc nằm phía bên tay trái dùng để bật hoặc tắt bàn phím. Và mình rất thích cái kiểu thiết kế công tắc nó nằm ở phía trên như thế này, tại vì chúng ta có thể thao tác rất là nhẹ nhàng và dễ dàng, không cần thiết phải lật ra đằng sau, đằng sau của bàn phím để mà bật tắt phím nữa. Thì tiện lật ra đằng sau thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có thiết kế kickstand hai nấc, đó ngon luôn. Chúng ta sẽ có những cái chân cao su để chống bám và ở đây thì chúng ta sẽ thấy được có cái khay, đó khay này của chúng ta sẽ là đựng pin và cái cục receiver nằm ở phía dưới cái khay này luôn. Receiver đây. Ngoài ra thì nó sẽ sử dụng tới hai cục pin tiểu và pin này sẽ là pin 3A nhé. Mình đã nhét sẵn vào đây rồi, chứ còn là lúc mua thì trong hộp cũng sẽ không có pin đâu. Cái này mình phải tự mua ở trên các cái tiệm tạp hóa. Ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái logo của hãng cũng như một số thông tin cơ bản thế thôi. Đầu tiên thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ không có dây, cho nên là khi các bạn kiểm tra thì nó cũng sẽ không có bất kỳ cái chỗ nào để mình cắm cổng tai C hết. Đó. Và phím thì sẽ được trang bị một cái bộ keycap cũng khá là ổn áp. Chúng ta vẫn sẽ thấy là nó được in double shot. Tuy nhiên thì nhựa này chỉ là nhựa ABS mà thôi. Đó. Và nó được làm màu theo kiểu màu pastel rất là đẹp. Nhẹ nhàng như thế này. Nó sẽ có tất cả là 4 phiên bản nhé. Nhưng mà mình cũng khá là lười cho nên là mình cũng không có thể bóc sâu hết cho các bạn được. Các bạn có thể tham khảo ở phía trên web. Và bây giờ mình sẽ thử mở xem cái switch của nó là switch gì. Em này thì đang sử dụng switch red của thằng mình cũng không nhìn thấy là chính xác là tên của nó là gì. Nó cũng là một cái hãng tàu thôi. Và nhìn nó cũng rất là bình thường. Nó giống như là một con switch cơ bản vậy. Và con switch này thì chắc chắn là nó cũng chưa được lúc rồi. Switch giá rẻ mà. Cái đặc biệt ở đây chúng ta muốn lưu ý đó chính là nó hỗ trợ hot swap luôn. Và tất nhiên nó chỉ là hot swap privet 3 chân thôi. Chúng ta sẽ nhìn thấy rõ được ở phía bên trong là cái plate của nó sẽ là plate PC. Và nó đã được có lót sẵn foam luôn nhé. Đó, ngon là ngon cái chỗ đấy. Chúng ta sẽ nhìn thấy là nó lót foam rất là dày phía bên trong. Giữa PCB với lại plate đồng thời là ở phía dưới đáy cũng có được lót foam luôn. Cái này thì mình cũng chưa tiện mở ra cho các bạn xem. Tuy nhiên thì mình đã từng kiểm tra và nó thực sự là có một cái tấm foam ở dưới đáy. Với cái hot swap rivet này thì các bạn có thể mở ra và chúng ta có thể vọc vạch chỉnh lại stab hoặc là mình có thể lúp lại switch cũng khá là đơn giản.
Và con này nó được một cái là nó sẽ không có cái những cái layout dị, ví dụ như space này, như con lang tu thì cái space này rất là khó thay. Tuy nhiên thì với con này thì cái layout chuẩn, cho nên là các bạn có thể thay được toàn bộ cái bộ keycap này sang màu khác cũng rất là dễ dàng. Bây giờ mình sẽ thử kiểm tra cái stats của con này nhé. Rồi về stats thì em này sử dụng một cái bộ stats nó khá là vàng đó. Nhìn nó cũng hay hay, và các bạn nhìn thấy là nó đã được lúp sẵn rồi này. Lúp khá là nhiều luôn, khá là dày luôn. Và cái stats con này cũng khá là ngon nhé, mình thử rồi. Nếu mà trong cái tầm giá này thì thực sự khó mà được kiếm được một con nào vừa có hot swap mà stats lại được cân chỉnh tốt như thế này, được lúp luôn. Đấy. Nó vẫn sẽ hơi lọc sọc một xíu xíu xíu. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có thể căn chỉnh lại khá là dễ. Đó. Tất nhiên thì con này nó sẽ không có hỗ trợ đèn LED rồi, tại vì nó dùng pin mà, nếu mà dùng LED thì rất là hao, không chịu nổi. Con này còn có một cái đặc điểm nữa mà mình thấy nó thực sự là rất được đáng để cho các hãng mà có thể học tập theo. Đó chính là cái cục receiver này. Cục này thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có một đầu tai A. Tuy nhiên, nếu chúng ta rút đầu này ra thì chúng ta sẽ có thêm một cái đầu tai C như thế này. Với cái đầu này thì chúng ta có thể cắm vào trong điện thoại hoặc là cắm vào trong những cái laptop mà hiện nay chỉ hỗ trợ cổng tai C, cũng như những cái laptop như của Mac đó, macOS, hoặc là cắm vào tablet cũng được luôn. Đấy. Rất là tiện, mình có thể đổi đầu mình cắm thôi. Hiện nay thì hầu như đa số các hãng thì chỉ làm một cái đầu USB tai A thôi, nhưng mà hiện tại thì có lẽ là tương lai thì các hãng nó sẽ thay đổi theo như thế này. Và một số cái khác thì chúng ta thấy là nó cũng cơ bản thôi, ví dụ như cây thì cũng là cây nhựa, chuẩn keycap thì là OEM, không có gì đặc biệt hết. Đó. Về cái thời lượng pin thì mình sử dụng khoảng tầm hơn 2 tháng rồi và vẫn thấy pin vẫn hoạt động bình thường. Như vậy là con này cái độ bền về pin của nó thì nó khoảng tầm 4 đến 5 tháng, mặc dù là nhà sản xuất kêu là 6 tháng nhưng mình nghĩ nó chỉ rơi khoảng tầm 4 đến 5 tháng thôi. Như vậy là cũng rất ok rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển sang một phần cực kỳ quan trọng mà hầu như con phim cơ nào cũng phải trải qua, đó là phần sao test nha. Như vậy là mình đã vừa mới đập hộp review sơ qua cho anh em con bàn phím cơ K96 với phiên bản dual mode, tức là hai mode này. Thì các anh em nghĩ sao, trong cái tầm giá 600 ngàn thì nó có xứng đáng là một trong những con mà mình thấy là nó tốt nhất hiện tại đâu. Đó. Và con này sẽ được hỗ trợ bảo hành 12 tháng nữa cũng rất là ngon. Và nếu như anh em là một người thích một bàn phím cơ full size không dây và không thích đèn đóm thì có lẽ đây là một sự chọn đáng được cân nhắc. Và cái con này nó đáng giá ở một chỗ, đó là những cái stat hay là những cái phần build của nó, đó stat thì nó cũng đều đã được hỗ trợ làm sẵn luôn, rất là ngon lành cành đào rồi. Các bạn cũng có thể, nếu mà khó tính thì mình tính chỉnh lại một xíu thôi. À, mình nói sơ qua một xíu là cái con này cầm lên cũng khá nặng, nhưng khi mình vặn xoắn thì nó vẫn vẫn đi theo nhé, tại vì con này plate PC cho nên là nó sẽ không có được cứng cáp lắm đâu. Nói tóm lại thì những bạn nào đang cần một con bàn phím cơ full size không dây đó, có cả Bluetooth và được hỗ trợ lót sẵn foam đồ đầy đủ hết rồi thì đây sẽ là một cái sự lựa chọn cực kỳ tốt. À, còn một cái nữa là cái con này có những cái bộ keycap cực kỳ đẹp nữa, rất là dễ phối những cái góc setup mà nó sẽ sáng màu một xíu thì nhìn nó sẽ rất là đẹp và nó cũng gọn gàng nữa. À, anh em nghĩ sao về chiếc bàn phím này? Nếu anh em có ý kiến gì thì hãy cứ comment ở phía dưới phần bình luận nhé. Còn nếu mà các anh em muốn tham khảo các thông số cũng như giá của con này thì mình có để link trong phần mô tả đấy.
Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like, share và ủng hộ kênh Boss Gear nhé. Bye bye.